máy dụng Củ Chi. Xin kính chào quý cô chú mình gần xa nha. Thì cửa hàng của em địa chỉ là 271A đường tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cách nhà thờ Phú Hòa Đông 100m nha. Địa chỉ số Zalo của em là 0379666994. Số Zalo của em, nếu quý cô chú mình không rành đường đi hoặc là mình chưa đến cửa hàng của em bao giờ thì mình cứ kết bạn em qua số Zalo nha. Thì số Zalo của em thì sẽ không có chặn người lạ hoặc là chặn tin nhắn nha. Anh em cứ việc kết bạn với em hoặc là cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em thoải mái nha. Thì nếu mà quý cô chú mình có nhắn tin hoặc là gọi cho em không được thì mình tầm khoảng 5 đến 10 phút thì em thấy tin nhắn thì em sẽ trả lời lại nha. Nhiều khi thì em cũng đi ngoài đường hoặc là bỏ túi quần thì nó sẽ không có bốc máy liền đâu. Em thấy tin nhắn thì em gọi lại hoặc là anh em cứ việc chụp biển số xe này, chụp biển số xe gửi qua cho em thì em sẽ gửi hình lại chi tiết cho anh em mình xem nha. Thì hôm nay là 23 rồi, hôm nay là ngày đưa ông táo thì em cũng xin kính chúc quý cô chú mình một cái Tết thật là an khang thịnh vượng, hạnh phúc nha anh em. Thì vạn sự như ý nha. Còn anh em nào ở xa về quê thì em cũng xin kính chúc cho anh em hoặc là cô dì chú bác đi đường xa an toàn là trên hết nha, đi đến nơi về đến chốn nha anh em. Thì hôm nay em về mấy cái con xe giá rẻ cho anh em mình. Thì tuần trước thì em cũng có trong tuần thì em cũng có bán lai ra nha, cũng có một số xe em bán cũng khá là chạy luôn. Có một số xe thì em đổi cú khách, cũng có một số xe thì em mua là cú khách nha. Khách đến bán thì có mấy con quay RX nè, quên nữa, có một con quay S110 tem hoa văn, biển số rất là dễ thương luôn, để em quay cho quý cô chú mình có kinh doanh hoặc là gì đó nha. 47868 luôn nha anh em. Con này em vừa đổi của khách luôn, tem hoa văn biển Củ Chi đời 2013 nha. 78 là ông địa nha. 68 lục phát luôn. Con này 78 hoặc là 79 đều đẹp hết nha. Biển số rất là dễ thương. Đời 2013, tem này còn luôn nha anh em. Tem cũ heo xe còn heo 5 tháng luôn, rất là ok luôn. Rồi thì để em quay về phía trước nha. Thì em xin nhắc lại địa chỉ của em là 271A đường tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cách nhà thờ Phú Hòa Đông 100m nha. Số Zalo của em là 0379666994, số Zalo của em. Còn nếu quý cô chú mình ưng dòng xe nào thì mình cứ cọc cho em từ 1 đến 2 triệu em ship xe cho mọi người nha. Cọc cho em từ 1 đến 2 triệu thì ship cho mọi người. Còn anh em nào ở gần cửa hàng thì cứ đến xem xe cho chạy thử test thử thoải mái nha, mình đơn thì mình chốt thôi. Dạ rồi, thì trước mặt quý cô chú mình đây là một em Vision, em này đời 2013-2014 nha, biển 60B5-11258 nha. Con này thì phải có hắn bên trái mới đề được, tại em có một tay em có đề lắm. Em này thì 60B5-11258, em bán giá mọi người là 11 triệu đồng nha. Thì đầu video em giảm con này là 1 triệu nha, còn 10 triệu chẵn nha anh em. Còn 10 triệu chẵn, máy nổ rất là im luôn. Em quay cận cảnh chi tiết cho anh em mình coi nha. Thì em này biển 60 Đồng Nai nha anh em. Anh em ở Đồng Nai kiếm xe giá rẻ thì liên hệ em nha. Em đang giảm con này. Kiến gọng đầy đủ luôn nha, kiến gọng heo xe đầy đủ luôn. Đây là dàn chân của nó rất là đẹp luôn nha anh em. Cặp không còn rất là mới luôn. Anh em trước khi xe này thì rời khỏi cửa hàng của em thì em kiểm tra lại nhớt nha đầy đủ nha. Kiểm tra lại nhớt nha đầy đủ cho anh em trước khi rời cửa hàng nha. Rồi, tiếp theo là một em Winner X. Em này thì mang biển kiểm soát là 67L238180. Em mở máy chi tiết cho anh em mình nghe. Xe này thì máy móc là bao zin chính chủ nha. Em này thì chính chủ nha anh em, 67L238180. Xe còn rất là đẹp luôn. Màu xám nha, kết hợp với màu đỏ nha. Sáu đỏ.
Winnie X 67 An Giang nha. Anh em An Giang thì có mua thì liên hệ em nha. Số Zalo của em thì em để góc trái màn hình nha anh em. Rồi tiếp theo là một em ly. Em này thì phiên bản màu đen bóng nha anh em. Phiên màu đen bóng cực kỳ đẹp luôn. Anh em nào không sợ màu sáng hoặc là thích màu đen bóng thì cứ liên hệ em nha. Để em gọi máy chi tiết cho mọi người nghe. Con này là không có hú hí luôn nha anh em. Tiếng gọng heo xe đầy đủ nha. Dây km lên bình thường. Con xe này nếu mà anh em đến chạy thử test thử hoặc anh em mua về mà máy có kêu thì cứ liên hệ lại em nha. Em dẫn đi nhậu luôn nha anh em. Dẫn đi nhậu chơi Tết luôn. Nhậu chừng nào mà tới cuộc kia thì mới nghỉ nha. Nhậu mà chờ nhậu là phải tới chỉ luôn mới đã. Thì con này thì nồi là không có khủng phí luôn nha anh em. Máy nổ rất là im. Giá chỉ có 7.800.000 đồng thôi nha. 7.800.000, máy nổ rất là im luôn. Con này thì biển Nhà Bè nha. 54Z2 7847841 Z là Nhà Bè nha anh em. Test đèn mình gạt full chức năng này cũng cho anh em mình coi nha. Đây xi nhan trái nè, xi nhan phải. Đầy đủ full chức năng nha. Mở yên cho anh em mình coi, yên rất là rộng luôn. Cái cốp chứ quên. Cái cốp cũng còn cái miếng nỉ luôn nha anh em đây, cái miếng nỉ của nó nè. Ở trong cùng học mới tin nè. Chủ đi rất là kỹ luôn nha. Cái cốp này anh em mua về mày vợ mà có đủ đi anh em bỏ đồ đây là đi vô tư luôn nha. Rồi thì con này em bán giá mọi người là 7.800.000 thôi nha, 7.800.000 đồng. Rồi tiếp theo là một em AB đầu bò. Em này thì mang biển kiểm soát là 59Y2 11849, một con AB đầu bò chính chủ nha. Xe này đã ký về em rồi, máy nổ rất là im, đèn bình càng full chức năng đầy đủ nha. Xe này ổ khóa bự luôn nha anh em, bấm có bấm bấm tìm xe luôn. Chỉ việc đổ xăng thay nhớt và đi thôi, khỏi suy nghĩ nha. Đèn bình càng full chức năng này đủ cho anh em rồi luôn. Dàn chân còn rất là sáng xe nha, vỏ còn rất là mới luôn. Rồi bán giá mọi người là 10.500.000 đồng nha. Em này bị Củ Chi, xe này chính chủ nha. Xe này anh em muốn rút ủy quyền hoặc là muốn rút hồ sơ sang tên hoặc là công chứng ủy quyền đều ok nha. Rồi tiếp theo là một em Acelo. Em này thì mang biển kiểm soát là 59L2 35176. Xe này công tay giá rẻ cho anh em mình luôn nha, hai đĩa luôn nha anh em. Để nổ máy cho anh em mình nha. Thì con này phải đề là phải bóp bút cô bên kia để em đặt cho nổ máy. Nếu muốn đề phải bút côn nha anh em, chứ mình đề công là không có được. Đề công nó sẽ không nổ. Em này thì phiên bản màu đỏ đen. 59L2 35176.
liên hệ em nha. Về một em Supreme nha, thì tuần trước thì em có quay một cặp thì con kia đã bán rồi, còn con này nha, thì nếu quý cô chú mình chưa xem thì em quay lại nha. Thì em này thì mang biển kiểm soát là 59X402657. Con này thì nước sơn zin mẹ bụng cũng còn nha, nước sơn zin đây, bốn dấu chấm điện vẫn còn nha. Này tem theo năm tháng cũng còn luôn nha anh em. Đây là cái cốp zin theo xe luôn, Super. Em này thì đời 204 nha, Super 204. Đây là cận cảnh dàn chân của em nó nè. Cả tem nước sơn zin còn luôn nha anh em. Máy nổ thì đi thầm. Lốc bạc nè, lốc bạc còn. Còn rất là đẹp luôn. Cận số của Super theo năm tháng này nha anh em. Này thì biển Phú Đức nha, biển Phú Đức nhưng mà sang tên về Củ Chi rồi, biển Phú Đức nhưng mà sang tên về Củ Chi rồi nha. Cà vạt thì ở Củ Chi nhưng mà biển số thì ở Phú Đức nha. Đồng hồ spe nha anh em, đây là nước sơn zin vẫn còn rất là đẹp luôn. Ký nha anh em, đã ký về em rồi. Đang bán giá mọi người là 20.500.000 đồng nha. Cái máy phải nổ là sát cũ luôn, phải nổ rất là êm. Đây là cốp của em nó nè, bình xăng. Mình có quan tâm thì mình cứ liên hệ em nha, cứ liên hệ em qua số Zalo của em là 0379 666 994. Em chụp hình xe nổ máy chi tiết cho anh em mình coi luôn nha. Đây, mấy con ốc này rất là đẹp luôn, chưa có dấu vặn luôn nha anh em. Cái chấm vàng theo năm tháng của hãng còn rất là đẹp. Quay cận cảnh chi tiết cho anh em mình coi luôn. Thì nếu anh em mình ở xa thì mình cứ kết bạn Zalo cho em nha, em chụp hình xe gửi chi tiết cho anh em mình coi nha. Được rồi, thì hôm nay em vừa về một em quay Alpha. Em này thì quay Alpha lốc đen nha anh em, chữ công, một con quay Alpha lốc đen chữ công nha. Xe này biển Bình Thạnh nha anh em, 51X57048. Em bị Bình Thạnh nha, máy im bình đầy đủ, mọi chức năng hoạt động tốt luôn nha. Xe này thì có điên cặp phục phun trào 1 nha anh em, nó có like cặp phục phun trào 1 rồi, nhưng mà cặp phục hẳn luôn nha, đi nhúng rất là im luôn. Cái máy thì khỏi tả rồi, im sát hủ luôn.
nhà đầy đủ nha. Đây mình kèm full chiếc này đủ cho anh em mình luôn, em có gắn kiếm đầy đủ nha, gắn cặp kiếm cho anh em mình trước khi rời cửa hàng nha, rồi kiểm tra nhắc nhau. Con này thì em bán giá mọi người là 12.800.000 đồng, 12.8 cho quen pha đỏ nha anh em. Mấy cái dòng này anh em mua về là đi thôi, không suy nghĩ nha, mấy cái đi không có rớt giá nhiều nữa. Mấy con này với mấy con Super Rim hoặc là Rim Thái anh em mua về là không có rớt giá nhiều. Còn anh em mua xe mới về là vô hãng mua là ra là phải lỗ từ phải 10 triệu nha. Rồi tiếp theo là một em quen pha, con này thì cũng quen pha lốp đen nha, con này màu xanh, mang biển kiểm soát là 53R8-8163. Con này thì đây có tem cấp theo xe vẫn còn nha. Con này thì đời 2003 nha anh em, một con quen pha đời 2003. Nếu anh em mình xem không rõ thì cứ nhắn tin qua cho em nha. Số Zalo của em là 0379666994, số Zalo của em nha. Cứ nếu mình xem không rõ chi tiết hơn thì mình cứ gọi lại cho em, thì em chụp hình xe nổ máy chi tiết em gửi lại cho quý cô chú mình xem nha. Tại vì quý cô chú mình ở xa nên không có xem chi tiết được, tại vì mỗi chiếc xe em quay thì nó phải ngắn gọn thôi, không có quay chi tiết hết được đâu. Thì nếu mình chi tiết hơn thì mình cứ nhắn tin về cho em, gọi về số Zalo của em nha. Dạ rồi, thì hôm nay em vừa về một em con này thì quay Trung Quốc nha, quay Trung Quốc nhưng mà biển số thành phố Hồ Chí Minh, biển Bình Thạnh. Em này thì mang biển kiểm soát là 51F0138. Con này thì máy nổ rất là im luôn, lát nổ máy cho chi tiết cho anh em mình nghe. Xe này thì có lên một có lên một cây bô nha, cây bô quen pha luôn. Xe này thì nó cũng có lai đồ quen pha cũng nhiều lắm. Thì rất là im luôn, chạy rất là ngon nha. Anh em mua về chạy cài bừa đi làm rất là ok luôn. Giá thì 4.500.000 đồng nha anh em. Một con quay pha. Bắt đĩa luôn nha anh em. Anh em đi rất là ok luôn. Có 4.500.000 thôi, anh em mua về chạy cài bừa hoặc là đi công trình dựng trong mấy cái chỗ bãi giữa xe, không có sợ bị chạy xe nha. Đèn bình càng hương chức năng đầy đủ nha anh em. Đây, đèn đầy đủ nha. Có cái rổ phía trước luôn cho anh em mình chở đồ, để áo phát hoặc để áo mưa rất là ok luôn. Chỉ có 4.500.000 thôi, một con quay Trung Quốc nhưng mà lai đồ Nhật cũng nhiều lắm nha. Anh em mua về chỉ đi thôi. Thì em cũng có chia sẻ, em thì cũng chủ xe thì có chia sẻ là mới 2 bình nhớt luôn nha, mới 2 bình nhớt mà lên đổi cửa hàng của em. Em này biển Bình Thạnh nha, 51F1-0138 nha anh em. Rất là im luôn. Rồi thì hôm nay em về một em YS110. Xe này là tem hoa văn nha anh em, phiên bản màu trắng kết hợp với màu tím nha, màu trắng tím nha anh em. Em này thì mang biển kiểm soát là 59I274868 nha, biển số rất là đẹp luôn. Ông địa hành tạ, ông địa Lộc Phát luôn nha anh em. Đây, đời 2013 nha.
2013, cái tem heo xe vẫn còn luôn. Nếu mà xe mà có cho đồ là cái tem này nó sẽ cày hết rồi nha anh em. Mà cái tem mà còn y nguyên bây giờ, y nguyên vậy luôn, là chủ xe chỉ đi thôi chứ không có chở đồ nha. Còn cái xe mà chở đồ là mấy cái mạc ở đây là bị cày hết rồi. Em tắm máy xe cho anh em mình xem chi tiết nó ồn ào quá. Đây là cận cảnh chi tiết nó nha anh em. Đây, xe thì cũng heo 5 tháng rồi nhưng mà cũng còn rất là sạch sẽ nha. Mua heo xe vẫn còn, đùm nước sơn zin heo xe vẫn còn nha. Đây là căm heo 5 tháng cũng còn heo xe luôn, xuống chì nha. Đây là cận cảnh dàn chân em nó rất là sạch sẽ. Là tem hoa văn nha anh em, thắng đĩa luôn. Xe này lốc bạc cũng còn rất là sạch sẽ luôn nha. Rồi, con này em bán giá mọi người là 8.8 triệu thôi nha, 8.800.000 đồng. Máy thì nổ thì bảo im cho anh em mình luôn nha, 8.800.000 đồng. Biển Củ Chi. Xe này thì biển số cũng rất là dễ thương luôn nha, 59Y24768 luôn nha anh em. Anh em nào có chơi biển số đẹp thì nên lấy con này về nha. Đi làm ăn hoặc là mình đi chạy Tết hoặc là mình đi chạy chơi là rất là ok luôn. Rồi, tiếp theo là một em quay A. Em này thì mang biển kiểm soát là 63B864733. Em này đời 2019. Máy móc thì nguyên zin. Máy móc còn zin nha anh em mình luôn nha. Thì màu xanh ngọc rất là dễ thương luôn. Xe này thì nam hoặc nữ đi cũng rất là ok. Gắn kiến đầy đủ cho anh em mình luôn nha. Gắn kiến đầy đủ, kiểm tra nhắc nhau trước khi rời cửa hàng nha anh em. Giờ rồi thì tiếp theo là một con WA 100 phiên bản màu đỏ. Em này thì biển 68 nha, 68C112606, đời 2013 nha anh em, 2013-2014 gì đó. WA 100, máy móc thì cực kỳ im luôn nha. C112606. Xe đi cục phục vậy, phục heo xe luôn nha anh em. Nhìn chân còn rất là sáng xe. WA 100 nha. Dàn chân nước sơn zin cũng còn heo xe nha anh em. Máy nổ rất là êm luôn. Anh em mua về chỉ việc bỏ xăng thay nhớt và đi thôi, bỏ suy nghĩ nha. Đây là dàn chân của em nó nè. Rồi, tiếp theo là một em quay RZX, quay siêu nhân. Xe này thì mang biển kiểm soát là 59Y225870. Mấy lúc trước thì mấy con kia thì có bán hết trơn rồi. Hôm nay vừa về con này nha. Con này máy nổ rất là im luôn.
có sử dụng qua dòng này rồi phải nói rất là trâu bò luôn nha. Anh em mua về chở đồ hoặc là mình chạy rubber dịch vụ đều ok. Xe này phải nói là đúng là trâu bò luôn. Mấy cái dòng này là số 1. Rồi con này em bán giá mọi người là 8.8 triệu nha. Em bớt lọc lá cho anh em mình luôn nha. 8.800.000 đồng. Đây là cây mai, cây mai nhà em nha. Thì em để ngoài cho nó nở. Ngày Tết thì sẽ đem vô nhà nha. Nụ quá trời luôn. Ra mấy cái bông khá đẹp. Rồi thì hôm nay là ngày 23 rồi, hôm nay sáng em cũng gia đình cũng đưa ông Táo về trời rồi. Thì hôm nay là 23, ngày hôm nay là thứ 6 luôn. Còn có tuần sau đó là Tết rồi, rất là nhanh luôn. Thì tuần sau chắc em ngưng quay quá, phải là qua Tết em sẽ quay lại cho quý cô chú mình nha. Qua tuần sau là chắc ngưng quay, ngưng lên clip cho anh em mình. Thì qua tuần sau thì qua trong Tết thì tầm khoảng từ mùng 7 đến mùng 8 thì em sẽ khai trương lại nha anh em. Khai trương lại anh em mình có, nói chung là trong Tết thì em vẫn có bán nha. Nếu anh em mình có muốn mua xe hoặc là cứ có tư vấn gì thì em cứ nhắn tin vào cho em nha. Giờ rồi thì trước mặt quý cô chú anh chị em mình thì là Sirius em này thì biển 62N184427 nha. Con này thì chính chủ bao ký đời 2022 14 năm nha anh em. 14.500.000 rồi 2022 phiên bản RC nha. Mấy con xe này là không có bị gì hết nha, chỉ có chủ kẹt tiền nó bán thôi hoặc là anh đổi xe khác thôi nha anh em, chứ thật ra mấy cái xe này không có lỗi hết nha. Xe này xe mới rồi, 2022 nha anh em. Mai mốt thì bao zin cho anh em mình chính chủ bao ký nha. Anh em muốn rút hồ sơ sang tên hoặc là công chứng ủy quyền đều ok nha anh em. Xe này là nếu anh em mua ở trong hãng của hãng luôn, ra biển số này là khoảng tầm rơi vào khoảng 25 đến 26 triệu nha. Mà bây giờ em bán có 14 năm thôi, một nửa giá xe mới luôn nha anh em. Mà nó mới tinh rồi, xe rất là đẹp luôn. Nha mọi người là 14 năm nha, em bớt lọc lá cho anh em mình, em bao công chứng ủy quyền nha, hoặc là anh em muốn sang tên thì cứ thêm phí ra, em cửa hàng của em sẽ hỗ trợ cho anh em mình luôn nha. Giờ rồi tiếp theo là một em quay RZX nha anh em. Em này thì mang biển kiểm soát là 59i2 1455 nha anh em. 14555 8.3 triệu, mã im bình đầy đủ, mọi chức năng hoạt động tốt luôn nha. Taxi nha, máy nổ rất là im luôn. Xe này máy móc hiện nguyên zin nha. Đây tem zin theo xe vẫn còn nha anh em. Đây, cái tem zin theo xe nó cũng ngã ngã theo vàng theo năm tháng rồi. Đây là tem cái ron nha, mình nói cái tem là cái ron theo xe vẫn còn. Chưa rớt luôn nha, máy nổ rất là im luôn, máy xe chưa rớt đầu. Em bán giá mọi người là 8.3 triệu nha anh em, 59i2 14555 nha, 8.300.000 đồng, có kiến rộng đầy đủ cho anh em mình luôn.
8.300.000 đồng nha anh em. Anh em có chi tiết hơn thì mình cứ kết bạn về Zalo cho em nha. Em chụp hình xe nổ máy chi tiết cho anh em mình. Rồi tiếp theo là một em quay S110. Con kia là RXS nha, còn này là quay S110. Lăng biển kiểm soát là 67D15513. Biển 4 con. Một máy chi tiết cho anh em mình nha. Em zin theo xe nha. Đây xe thì lúc trước thì em lấy về thì nó cũng có một lớp keo, em mới lột nó luôn nha. Thì lớp keo nó còn nè, em mới lột ra. Tem đây là tem zin theo xe 2 năm tháng vẫn còn nha. Nút sơn zin luôn. Xe này em bữa em vừa mới lột keo luôn đây, keo vẫn còn nè, cũng chưa có lột hết nha. Nhưng mà bởi bên đây, bởi bên kia em lột hết rồi, còn bên đây thì còn chút xíu này, ở đây thôi. Đây là tem zin heo xe vẫn còn, nước sơn zin nha, máy nổ rất là im luôn. Em này mang biển kiểm soát là 67D15513, 7.8 triệu nha anh em. $7.800.000, máy nổ thì thầm luôn nha. Rồi tiếp theo là một em quay A110. Em này thì mang biển kiểm soát là 69M17358, 69 Cà Mau nha anh em. Em này thì đời 2018, em bán giá mọi người chỉ có là 9.500.000 thôi, 9.500.000 đồng nha. Để em quay dàn chân cho em nó coi, dàn chân cho anh em mình coi nhé. Em này thì phiên bản màu đỏ đen bạc nha anh em. Nó tới trong cờ bạc nó tới 3 màu là đỏ đen bạc nha. Trước khi anh em mình lấy con này thì em có gắn cưa cặp gương đầy đủ, kiểm tra nhớt nhau trước khi rời cửa hàng của em nha. Nha. Ở đây nếu anh em mình mua xe mà nếu mà sợ không biết đắt bao nhiêu hoặc là đời xe bao nhiêu thì mình cứ nhìn đây nha. Đây 2018, 29 tháng 5 2018, liền Gucci luôn nha, ga Gucci, hộp vỏ còn rất là mới luôn. Rồi hôm nay em vừa về một em Sirius, em này bình sơn cơ đời 2018 luôn nha anh em. Em này thì mang biển kiểm soát là 59Y293628 nha, 93628. Máy êm bình đầy đủ, mọi chức năng hoạt động tốt nha anh em. Xe này thì màu xanh dương nha, biển Củ Chi luôn, bô đích dài nha anh em. Nhưng mà đời thấp hơn thì sẽ bô đó ngắn hơn, còn này nó qua bô đích dài rồi. Bán giá mọi người là 10.800.000 đồng nha. Em bớt lọc lá cho anh em mình ở xa luôn nha. 10.800. Máy nổ rất là im luôn, biển Củ Chi. Đây là nước sơn zin theo xe vẫn còn nha. Tem zin theo xe vẫn còn luôn. Nhìn chân cực kỳ sáng luôn nha anh em. Bình đầy đủ, một chiếc đồng hoạt động tốt nha anh em. Rồi thì hôm bữa em có một cặp Sirius FI thì cách đã chốt một con rồi nha, thì em về còn một con này thôi. Em này thì cũng biển Củ Chi luôn,
phố Hồ Chí Minh 59Y252660. Máy móc này bao người là nguyên zin, máy y cực kỳ luôn nha anh em. Nếu quý anh chị em mình có quan tâm thì mình cứ liên hệ em nha. Số Zalo của em là 0379666994. Thì con này nó có cái khóa chống trộm luôn nha anh em. Anh em mua về mình làm cái chìa khóa lại. Xe này chìa khóa chống trộm theo 5 tháng luôn. Xe mới mua xe là bên hãng nó lắp ráp rồi nha. Thì hôm nay là 23 rồi, đưa ông Táo về trời. Thì em cũng xin, cũng còn các tuần sau là Tết nữa thôi. Thì em cũng xin kính chúc cho quý cô chú mình có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Nếu quý cô chú mình quan tâm dòng xe nào thì mình cứ kết bạn Zalo em, kết bạn em qua số Zalo của em là 0379666994. Em xin nhắc lại địa chỉ là 271A đường tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bên em có chuyên bán và trao đổi xe. Anh chị em muốn nâng cấp dòng xe mình đi cho Tết hoặc là cứ bán xe thì mình cứ liên hệ em nha. Dạ rồi, em xin chân thành cảm ơn.